Kính thưa quý vị, có một thắc mắc được nêu lên là ai là người được Chúa sức dầu? Và tại sao Kinh Thánh khuyên là chúng ta chớ đụng tới những người được Chúa sức dầu? Thưa quý vị, sự thắc mắc này có thể nổi lên ở trong cái thời điểm ngày hôm nay. Rất nhiều người cho rằng trong thời Tân Ước thì không có cái sự sức dầu, cho nên không có vấn đề là ai được sức dầu. Đó là thứ nhất. Cũng có một số người khác thì có một cái thái độ trái nghịch lại, có nghĩa là bất cứ ai mà làm cái công tác thiêng liêng ở trong tôn giáo thì họ cho rằng đó là những người được sức dầu và không nên động tới. Nếu người đó có như thế nào, nếu mình nó động tới thì mình có lỗi, có tội. Thì làm sao để giải thích được cái vấn đề này trong một cái xã hội mà chúng ta cũng thấy là rất nhiều những cái hiện tượng, những người tốt có, những người xấu có, những người làm công việc chân chính cũng có, những người mà họ không chân thật. Như vậy thì Thánh Kinh nói gì về vấn đề này? Thì tôi xin, thứ nhất là xin thưa quý vị, tôi muốn nói trước nhất là vấn đề về cái lễ sức dầu ở trong Kinh Thánh. Lễ sức dầu ở trong Kinh Thánh là một nghi lễ rất là quan trọng và mang ý nghĩa thiêng liêng. Theo Kinh Thánh á, thì sự sức dầu thường được sử dụng để mà biểu trưng cho cái sự chọn lựa và ủy nhiệm của Thiên Chúa đối với một người, và được dùng trong rất nhiều những cái tình huống khác nhau. Và sau đây thì chúng ta tìm hiểu ai đã truyền dạy cái sự sức dầu. Sự sức dầu không có phải là do những nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc là những người ở trong một số các cái tôn giáo người ta đặt ra. Nhưng đây chính là lời truyền dạy của Chúa. Sức dầu được Thiên Chúa truyền dạy cho dân Israel thông qua Môi-se là một vị lãnh đạo. Thiên Chúa đã hướng dẫn Môi-se cách sức dầu để mà thánh hóa đền thờ và các vật dụng ở trong đền thờ, cũng như là cho các tư tế. Sức dầu được xem là một biểu tượng của sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, và là ơn thánh, là biểu thị rằng người được sức dầu được Thiên Chúa chọn lựa và ban cái quyền năng để mà thi hành cái sứ mệnh thiêng liêng. Những ai là những người được sức dầu, thưa quý vị? Thứ nhất đó là các vị vua hoặc là những người lãnh đạo. Trong thời Cựu Ước thì các vua như là vua Saul, vua David và vua Solomon thì đều là những người được sức dầu trước khi mà họ lên ngôi. Sức dầu cho vua là một dấu hiệu cho thấy họ được Thiên Chúa chọn để mà lãnh đạo dân tộc, như trong Samuel thứ nhất đoạn 10 câu 1, Samuel thứ nhất đoạn 16 câu thứ 13. Ngoài ra thì việc sức dầu còn dành cho các chức tư tế, tức là những thầy tế lễ như là Aaron, như là con cháu của Aaron được sức dầu để phục vụ ở trong cái chức vụ thiêng liêng, để thể hiện rằng họ là người trung gian giữa Thiên Chúa và con người, trong Xuất Ép Tô Ký đoạn 30 câu thứ 30. Và những người gọi là ngôn sứ hay là những tiên tri, một số những tiên tri cũng được sức dầu tượng trưng cho việc họ nhận ơn của Chúa Thánh Linh để mà truyền đạt lời của Chúa, như trong Các Vua Nhất đoạn 19 câu thứ 16. Trong thời Tân Ước thì Kinh Thánh cũng mô tả rằng Chúa Giêsu được gọi là Đấng Christ hay là Đấng Messiah. Và cái tên mà Messiah hoặc là Đấng Christ hay là Christos mà quý vị hay nghe đó, là Kitô quý vị hay nghe đó, thì đó là cái từ để nói rằng Ngài là Đấng được sức dầu. Nghĩa của cái chữ Đấng sức dầu đó, đây là một cái danh hiệu dành cho những người được Đức Chúa Trời sai đến để mà cứu chuộc nhân loại. Ở trong Tân Ước thì cái từ Christ hay là Christos mà ở trong tiếng Hy Lạp mà quý vị hay nghe, hoặc là được phiên âm như người Công giáo thì phiên âm là Kitô, thay vì Christos họ phiên âm là Phi-tô, người Tin Lành thì gọi là Christ, Đấng Christ, tương đương với cái từ Messiah, ám chỉ về sự sức dầu của Chúa. Và Messiah thì có nghĩa là cái tiếng Hebrew, khi quý vị nghe nói là Đấng Messi hay là Messiah đó,
là cái tiếng Hebrew đó, tiếng Hebrew là Masias, Masias phiên âm là Messiah. Thì tất cả những cái danh hiệu này nói lên rằng Chúa Giêsu là đấng được Chúa sức giàu, và cái ý nghĩa của các vị sức giàu đó có thể nói rằng là được thể hiện một cách rõ nét nhất, đó là qua đấng Kitô, qua đấng Christ, qua đấng Messiah, mà chúng ta có thể thấy được rằng Ngài đến để mà bày tỏ về Đức Chúa Trời. Ngài có những cái kiến thức phổ biến cho chúng ta về Thiên Chúa mà không có ai có được. Và Ngài cũng đã có những cái việc làm để cho chúng ta thấy rằng là chính Ngài từ Thiên Chúa. Vì vậy đó, cho nên ở trong sách Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 câu 38, ở trong Luca đoạn 4, thì khi mà Chúa Giêsu Ngài mở Thánh Kinh ra và Ngài đọc lời trích dẫn ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 1 cho đến câu 2, thì trong cái lời tiên tri nói rằng là thần linh của Chúa ngự trên ta và Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Và Luca đoạn 4 câu 18 19 thì quý vị thấy Chúa Giêsu khi mở ra trúng cái chỗ ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 1 câu 2 thì Chúa nói rằng hôm nay cái lời tiên tri đó được ứng nghiệm ở tại đây, tức là Thánh Linh của Chúa ngự trên ta và ta được sức dầu để mà truyền giảng tin lành. Ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 10 câu 38, Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Như vậy thì rõ ràng cái sự sức dầu đó là từ nơi Đức Chúa Trời và được thể hiện một cách rất là đầy đủ, rõ nét nhất, toàn vẹn nhất, đó là qua con người của Đức Giêsu. Thì quý vị có thể thấy rằng Chúa chính là đấng được sức dầu. Các sứ đồ như là Phaolô, như là Phêrô, mặc dù Kinh Thánh không có chép rằng họ được sức dầu bằng một cái nghi thức như là các thầy tế lễ ngày xưa, các vua ngày xưa, nhưng mà các sứ đồ đó được Đức Thánh Linh biệt riêng và ban quyền năng để mà thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1 câu 21 và 22 thì Phaolô nói rằng: "Vả đấng làm cho chúng ta với anh em được vững vàng trong đấng Christ và đã sức dầu cho chúng ta, ấy là Đức Chúa Trời." Đấng đã sức dầu cho chúng ta là Đức Chúa Trời. Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 21 và 22. Như vậy thì thưa quý vị, điều đó để nói cho chúng ta thấy rằng là ai được sức dầu và ai sức dầu. Đức Chúa Trời là đấng sức dầu cho Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời là đấng sức dầu cho các sứ đồ. Và Đức Chúa Trời cũng là đấng sức dầu cho các vị vua, các vị làm tiên tri, các ngôn sứ. Có thể là cái hình thức đó là ngày xưa Chúa sai Samuel đi sức dầu cho Saul, cho David. Rồi Chúa cũng sai Eli để đi sức dầu cho Hai-si-en, cho những người này, người khác. Thì thưa với quý vị, thì thông qua những con người đó, nhưng mà đấng sức dầu đó là Đức Chúa Trời. Và người được sức dầu là gì? Là người được Đức Chúa Trời ủy nhiệm sai phái ở cùng. Thần của Chúa ở trên ta, như trong Ê-sai 61 câu 1 câu 2 nói: "Thần của Chúa ngự trên ta và Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng." Như vậy thì nhớ rằng người được sức dầu là người được Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trên họ. Giống như trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 2 mà chúng ta thấy đó, là trong cái ngày lễ ngũ tuần thì lúc bấy giờ các sứ đồ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ nói ra những điều cao trọng của Đức Chúa Trời. Thần của Chúa đã ngự trên họ để họ rao giảng về phúc âm. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sức dầu cho một ai thì có một cái hướng, một cái mục đích tốt lành rõ ràng, và những cái người mà được sức dầu đó quý vị sẽ nhận thấy được Thánh Linh của Chúa ở trên họ. Và họ thực hiện cái công tác mà chúng ta thấy rõ ràng là không phải là bởi họ. Nếu chúng ta nhận ra điều này thì đừng đụng đến, hãy nhớ, đừng đụng đến những người được sức dầu. Bởi vì khi chúng ta đụng đến những người được sức dầu, chẳng hạn như trường hợp của Miriam đụng đến Môi-se, thì Miriam nói, nếu quý vị nghe cái lời của Miriam nói ở trong Giê-xu-ký đoạn 12 đó, thì Miriam nói những lời không phải là bịa đặt. Bà chỉ trích ông Môi-se về cái việc mà ông lấy một người vợ khác,
là một người không phải như người Do Thái, người Ethiopia, để mà làm vợ. Và đối với Miriam thì đây là một cái việc sai trái, và bà kịch liệt lên án. Và nhân cái việc mà bà dường như thấy bề ngoài là ông Moses sai trái đó, thì Miriam nói rằng là Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta, chứ là có phải là Đức Chúa Trời chỉ sử dụng Moses sao? Trong lúc bà là một người, người là chị ha, chị em của Moses đó quý vị, chị ruột, nhưng mà lại là có một cái lòng ganh tị và kiêu căng, muốn đứng vào cái vị trí lãnh đạo của Moses. Và điều này không đẹp Đức Chúa Trời, không đẹp ý của Chúa. Và Đức Chúa Trời đã trừng phạt Miriam. Thì điều đó để khiến cho tôi và quý vị thấy rằng chúng ta đừng có động, đừng có động tới những người được Chúa sức giàu. Trong trường hợp của David và Saul, thì Saul là một người được Chúa sức giàu để làm vua, và David biết điều này rất là rõ. Cho nên ông rất là tôn trọng người được sức giàu, mặc dầu lúc bấy giờ thì vua Saul đã bắt đầu là sai lầm đi xuống. Và ông sai lầm bởi cái lòng ghen tị, ông đến nỗi là ông đã tìm cách để mà giết ông David. Khi nghe cái lời khen ngợi rằng là David giết hàng vạn, Saul chỉ giết hàng vạn, hàng ngàn thôi. Có một cái bài hát trong cái thời bây giờ người ta hát lên đó là Saul giết hàng ngàn nhưng mà David giết hàng vạn. Và cái câu đó, câu hát đó, bài hát đó đã làm cho Saul rất là tức giận. Và ông ta tìm đủ một cách để mà giết ông David. Mặc dù ông David không có làm gì sai hết. Cuối cùng thì ông Saul không có giết được David. Còn David thì có nhiều cái cơ hội để mà giết Saul. Đã có lần ông đã cắt luôn cả cái vạt áo của Saul rồi. Và ông muốn nói với Saul rằng đây tôi đã cắt được cái vạt áo của vua. Có nghĩa rằng tôi có thể giết được vua rồi, nhưng mà tôi không giết, vì tôi tôn trọng đấng sức giàu. Saul đang đuổi theo ông David để mà giết ông. David có rất nhiều cơ hội để phản công và giết Saul, nhưng mà ông từ chối vì ông cho rằng Saul là người được Chúa sức giàu. Ở trong Samuel thứ nhất, đoạn 24, từ câu 6 cho đến câu 7, David nói rằng nguyện Đức Giê-hô-va gìn giữ tôi khỏi làm điều này đối với chủ tôi là người được sức giàu của Đức Giê-hô-va. Bởi người là người được sức giàu của Đức Giê-hô-va. Và điều này cho thấy rằng David tôn trọng Chúa. Ông không có muốn tự tay để mà làm hại cái người mà được Chúa chọn. Mặc dầu lúc bấy giờ thì vua Saul đã có rất nhiều những cái sai lầm. Abisa ở trong Samuel thứ nhất đoạn 26, khi mà Abisa xin David rằng hãy cho phép ông giết vua Saul, thì David từ chối ngay. Và cái lý do mà David từ chối đó là bởi vì ông nói rằng chúng ta không nên đụng đến cái người được Chúa sức giàu. Và David thậm chí cấm những cái người xung quanh đừng có làm điều này. Ông không cho phép mọi người giết ông Saul, mặc dù ông Saul tìm cách giết David. Và điều này để cho chúng ta thấy rằng cái sự tôn kính của ông đối với những ai mà được Chúa giao cái quyền bính rất là cao. Ông không để cho cái sự bực tức, căm ghét, phẫn uất của mình đụng tới cái người chịu sức giàu. Cho nên chúng ta cẩn thận. Nếu Đức Chúa Trời đã sức giàu một ai để bước vào trong một công việc nào đó, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ. Như Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 cho đến 20 đó, các ngươi hãy đi và giảng tin lành, hãy làm phép báp têm và hãy biến muôn dân trở nên môn đồ ta, và này ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 thì Chúa cũng nói với Abraham rằng ai mà chúc phước cho ngươi thì người đó sẽ được chúc phước, và ai rủa sả ngươi thì người đó sẽ bị rủa sả. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn bên vực những cái người mà được Chúa sức giàu. Và quý vị thấy những ai mà chống lại Chúa, chẳng hạn như là bây giờ quý vị thấy người Do Thái, người ta tìm đủ một cách để mà giết Chúa, thậm chí họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng mà khi họ chống lại đấng Christ, tức là đấng được sức giàu, thì lúc bây giờ quý vị thấy họ đã trải qua không biết bao nhiêu những cái tai ách và gian khổ.
Cho nên chúng ta đừng có động tới những cái người được Chúa sức giàu. Đây là cái lời khuyên chân thật mà chúng tôi khuyên quý vị. Nhưng mà sẽ có những người hỏi tôi rằng bây giờ như vậy thì ai cũng là sức giàu ấy, thì mình không bao giờ đụng tới sao? Những người nào tự xưng mình là giáo hoàng, giám mục, linh mục, mục sư là những người gọi là những người được sức giàu. Thì tôi xin thưa quý vị rằng chúng ta cần phải nhận cho ra là họ có được sức giàu hay không. Và chúng ta sẽ nhận ra là nếu chúng ta thấy rằng rõ ràng là Đức Chúa Trời ở cùng họ, Chúa của cả trời đất muôn vật này đương ở với họ mà. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta để cho ta rao giảng. Như vậy thì nếu có ai đó đương làm cái công việc rao giảng tin lành và quý vị nhận thấy rằng cái sự rao giảng đó là thật sự là có ơn Chúa, thì đừng động tới. Nếu một ai lãnh đạo và trong cái sự lãnh đạo đó mà quý vị thấy rằng rõ ràng là trời đã đương dùng họ, chúng ta đừng động tới. Câu hỏi được đặt ra là như vậy thì khi chúng ta động tới, có trường hợp nào được động tới hay không? Thì quý vị thấy giống như Chúa Giê-xu cũng đã động tới những thầy tế lễ cả, những thầy Pharisee, những thầy thông giáo. Ở trong Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 23, nếu quý vị đọc cái chương này thì quý vị thấy rằng Chúa Giê-xu công kích rất nhiều những người làm chức sắc ở trong tôn giáo. Và thậm chí là có lần Chúa Giê-xu vào trong đền thờ và Ngài phá đổ những cái bàn đổi tiền, đổi chim bồ câu ở đó. Người ta đã biến đền thờ của Chúa trở nên một cái nơi để mà buôn bán, cái hang người Chúa gọi là cái hang trộm cướp. Và Chúa Giê-xu đã lật đổ hết tất cả. Thì đó là một cái sự phản đối. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 thì Ngài nói rằng là những thầy tế lễ, những thầy thông giáo, những thầy Pharisee là những người giả hình, là những cái mồ mã tô trắng thôi, nhưng mà bên trong đầy xương cốt của người chết. Họ lừa con ruồi nhưng mà nuốt con lạc đà. Họ đặt gánh nặng trên lưng của người khác nhưng mà bản thân họ không bao giờ động ngón tay vào. Và Chúa nói cho mọi người biết rằng họ là những người mù dẫn đường, chứ không phải là họ thật sự là cái người xứng đáng để dẫn đường. Như vậy thì họ có được sức giàu không? Cũng có thể có một số người được cái lễ sức giàu, nhưng mà cái lễ đó nó không có giá trị gì cả nếu những người đó không thật sự là được Chúa chọn. Vì vậy cho nên vấn đề được đặt lại đó là khi chúng ta nhìn thấy một ai đó mà nơi người đó quý vị thấy rằng Chúa đương sử dụng họ, thần của Chúa đương ở với họ, họ đương làm những cái công việc này là bởi vì cái sứ mạng, bởi vì tiếng gọi mà Chúa kêu gọi họ, quý vị có thể nhìn trái để biết cái. Quý vị có thể nhìn thấy được những cái thể hiện của họ để nhận ra. Và chúng ta đừng bao giờ xúc phạm, làm tổn hại. Hãy cẩn thận về điều này. Ở trong Kinh Thánh có ghi lại những cái trường hợp mà chống đối, những cái trường hợp mà nó hành, nó sao đã bị phạt. Như là trường hợp của Miriam ở trong Dân Số Ký đoạn 12, và một cái trường hợp của đảng Cô-rê chống nghịch lại Môi-se và cuối cùng đã bị đất thả ra và nuốt. Một trường hợp nữa là trong Các Vua Nhì đoạn 2 câu 23 và 24, khi có một số đứa trẻ nó chế giễu ông tiên tri Elise, nó chọc cười, nó chế giễu ông mà thôi. Và cái sự chế giễu đó là xúc phạm đến vị tiên tri, và cuối cùng thì có những con gấu đã tấn công những đứa bé đó. Và hai con gấu đã giết chết 42 đứa trẻ là vì cái tội xúc phạm đến tiên tri của Chúa. Thì tất cả những cái điều này đó để chúng ta phải suy nghĩ. Vì tiên tri Elise là một tiên tri thật của Chúa. Môi-se là một lãnh đạo mà được Chúa kêu gọi thật. Đấng Christ chính là đấng Messiah thật sự. Môi-se, Phao-lô, Phê-rô, những con người đương hầu vị Đức Chúa Trời mà quý vị có thể thấy gặp gỡ ngày hôm nay
những con người đương thực hiện những cái sứ mạng cao cả của Chúa, trời phái đến, thì chúng ta chờ động thôi. Và trong cái chức vụ hầu việc Chúa của tôi cũng nhận ra điều này rất là rõ. Những cái người nào mà động tới thật sự những người hầu việc Chúa, thì những người đó có một cái kết cục không tốt lành gì cả. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta tôn trọng những người được Chúa sức dầu. Và điều này tôi không muốn nói là để bảo vệ, để củng cố rằng đây là cái giới tăng lữ, cái những người mà tu hành, những người trong nhà thờ thì họ muốn làm gì thì làm. Không phải. Những con người đó chúng ta chống không sao hết, nếu họ thật sự là những con người không thật. Những con người đó chúng ta góp ý, chúng ta nhắc nhở họ, chúng ta không có hợp tác với họ không sao cả. Bởi vì họ không phải từ nơi Đức Chúa Trời, mà họ chỉ là đội cái lốp chiên ở bên ngoài thôi. Nhưng mà bên trong là muôn thú cắn xé. Họ là những người mà Chúa gọi là chân giả, chân thuê. Thì không sao cả. Nhưng mà phần chúng ta phải nhận ra và cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình nhận ra những ai là những người được Chúa sức dầu thật. Và chúng ta phải hợp tác với họ, phải ủng hộ họ, phải cầu nguyện họ, phải chúc phước cho họ. Và khi quý vị làm công việc đó, thì Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta tiếp tiên tri, chúng ta giúp đỡ các tiên tri, thì chúng ta sẽ được lãnh phần thưởng của các tiên tri. Còn những người mà không phải, những người từ ma quỷ, điều này chỉ có Chúa Thánh Linh soi sáng để quý vị nhận ra. Và khi quý vị nhận ra thì quý vị không nên hợp tác. Không sao cả. Cầu xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta nhận ra có đủ cái ánh sáng của Chúa để chúng ta có thể phân biệt cách thật, để chúng ta có thể nhìn biết đâu là những người thuộc về Chúa và đâu là những người thuộc về ma quỷ. Và khi đó chúng ta nên có một cái thái độ đúng đắn và nguyện Chúa ở cùng tất cả chúng ta và dẫn dắt chúng ta để chúng ta thật sự là con cái của sự sáng. Và chúng ta bước đi một cách thẳng hoa như giữa ban ngày. Nguyện Chúa nắm tay dìu dắt mỗi chúng ta. Và nguyện thần của Chúa cũng ngự trên chúng ta. Để chúng ta sẽ làm công việc của Chúa. Chúng ta hợp tác với những người được Chúa sức dầu. Và chúng ta sẽ mở rộng vương quốc của Ngài trên đất này. Amen.